Bắc Kinh ngày 21 tháng 6 cảnh báo có thể nổ ra cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc với Liên hiệp châu Âu. Cảnh báo được đưa ra giữa lúc căng thẳng leo thang về mức thuế quan mới của EU đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck có mặt tại Bắc Kinh 21 tháng 6 với đề nghị mức thuế quan cao trong chương trình nghị sự. Ông nói chiến lược của nước ông đối với Trung Quốc cần được cập nhật để bao gồm một kế hoạch dài hạn hơn và có tính đến cách tiếp cận của châu Âu. Chuyến đi 3 ngày của Habeck là chuyến đi đầu tiên của một quan chức cấp cao châu Âu kể từ khi EU đề nghị mức thuế quan vừa kể. Động thái này đã dẫn đến các biện pháp đáp trả của Trung Quốc và sự chỉ trích gay gắt từ Bắc Kinh. Trong tuần này, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền tăng thuế đối với ô tô chạy bằng xăng nhập khẩu từ châu Âu. Chính phủ Trung Quốc cũng tiến hành điều tra bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ EU. Chuyến thăm của ông Habeck được coi là cơ hội để Đức giải thích về thông báo áp thuế gần đây. Đây cũng là cơ hội để xoa dịu nguy cơ trả đũa từ Trung Quốc vốn có thể gây hại cho doanh nghiệp Đức. Tiếng nói của Đức có sức nặng đặc biệt và các nhà sản xuất ô tô hàng đầu của nước này đã phản đối thuế quan của EU. Berlin đã kêu gọi đối thoại đồng thời mong đợi Trung Quốc sẽ thỏa hiệp. Các nhà sản xuất ô tô của Đức dễ bị tổn thương nhất trước bất kỳ động thái trả đũa nào từ Trung Quốc vì 1/3 doanh số bán hàng của họ đến từ đó vào năm ngoái. Truyền thông nhà nước Trung Quốc miêu tả chuyến thăm của Habeck là cơ hội để giảm bớt căng thẳng. Tờ Global Times do nhà nước kiểm soát nói Đức nên tìm kiếm sự đồng thuận. Trung Quốc kiên quyết phản đối. Cùng ngày 21 tháng 6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối các chế tài đơn phương không có cơ sở luật pháp quốc tế. Phản đối được đưa ra sau khi Nhật Bản áp đặt các hạn chế thương mại đối với các công ty có trụ sở tại Trung Quốc như một phần trong vòng chế tài mới chống lại các cá nhân và tổ chức bị xem là hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố. Các chế tài mới cũng nhắm vào các công ty ở Ấn Độ, Kazakhstan và Uzbekistan. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đây là lần đầu tiên Nhật Bản áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty có trụ sở tại Trung Quốc liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Các biện pháp chế tài của Nhật phù hợp với các biện pháp trước đây do các quốc gia khác bao gồm cả Hoa Kỳ áp đặt, cấm các công ty Nhật Bản xuất khẩu sang các công ty bị chế tài. Hàn Quốc hôm 21 tháng 6 triệu tập đại sứ Nga để phản đối hiệp ước quốc phòng mà Nga vừa ký kết với Triều Tiên giữa lúc căng thẳng biên giới tiếp tục gia tăng với những mối đe dọa mơ hồ và những cuộc xâm phạm biên giới ngắn ngủi, dường như vô tình của quân đội Triều Tiên. Đầu ngày 21 tháng 6, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra lời đe dọa trả đũa mơ hồ sau khi các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay mang truyền đơn tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua biên giới. Và quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã bắn cảnh cáo vào ngày hôm trước để đẩy lùi những người lính Triều Tiên vượt qua biên giới đất liền lần thứ ba trong tháng này. Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga 2 ngày sau khi Moscow và Bình Nhưỡng đạt được hiệp ước cam kết hỗ trợ phòng thủ lẫn nhau nếu một trong hai bị tấn công. Và một ngày sau khi Seoul phản ứng bằng cách nói rằng họ sẽ tính chuyện cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun đã triệu tập đại sứ Nga Georgy Zinoviev để phản đối thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Kim Jong-un, đồng thời kêu gọi Moscow dừng ngay lập tức hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng. Thứ trưởng Kim Hong-kyun nhấn mạnh rằng bất kỳ sự hợp tác nào trực tiếp hoặc gián tiếp giúp Triều Tiên xây dựng năng lực quân sự đều vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và gây ra mối đe dọa an ninh cho Hàn Quốc, đồng thời cảnh cáo về những hậu quả đối với mối quan hệ của Seoul với Moscow. Đại sứ Nga Zinoviev nói với các quan chức Hàn Quốc rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đe dọa hoặc tống tiền Nga đều không thể chấp nhận được và thỏa thuận giữa nước ông với Triều Tiên không nhắm vào các nước thứ ba cụ thể. Và đại sứ Nga cho biết, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay đại sứ Zinoviev hứa sẽ truyền đạt mối quan ngại của Seoul tới cấp trên của ông ở Moscow. Tổng thống Vladimir Putin ngày 21 tháng 6 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới để răn đe và sẽ cung cấp cho quân đội của họ đang chiến đấu ở Ukraine những loại vũ khí và máy bay không người lái mới nhất. Ông Putin phát biểu tại Điện Kremlin trong một buổi lễ có sự tham dự của các sinh viên tốt nghiệp các học viện quân sự, cảnh sát và tình báo. Ông nói, chúng ta có thể phát triển hơn nữa bộ ba hạt nhân như một sự bảo đảm cho khả năng răn đe chiến lược và duy trì sự cân bằng quyền lực trên thế giới. Bộ ba hạt nhân của Nga ám chỉ đến phi đạn hạt nhân phóng từ mặt đất, trên biển và trên không. Cùng ngày 21 tháng 6, Điện Kremlin nói Nga thấy cấp thiết cần có các cuộc đàm phán an ninh với Mỹ, nhưng các cuộc đàm phán này phải toàn diện và bao gồm chủ đề về Ukraine. Khi được hỏi liệu Moscow có sẵn sàng đàm phán với Washington về rủi ro hạt nhân hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói,
không thể tách rời bất kỳ phân đoạn riêng lẻ nào khỏi tổng thể các vấn đề tổng hợp, và chúng tôi sẽ không làm điều này. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đối thoại, nhưng hướng tới một cuộc đối thoại toàn diện, rộng rãi, bao gồm tất cả các khía cạnh, bao gồm cả khía cạnh hiện tại, liên quan đến cuộc xung đột xung quanh Ukraine, liên quan đến sự tham gia trực tiếp của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột này. Hoa Kỳ bác bỏ lập luận của Nga rằng khi trang bị vũ khí cho Ukraine, Mỹ đã trở thành nhân tố chính trực tiếp cho cuộc chiến nhằm gây ra một thất bại chiến lược nặng nề cho Moscow. Hoa Kỳ nói rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào về cuộc chiến đều là vấn đề của Ukraine. Lập trường của Nga như ông Peskov vạch ra không phải là mới. Tuy nhiên, ông nói với các phóng viên rằng danh sách các chủ đề mà Nga và Mỹ cần thảo luận ngày càng dài ra. Ông nói, nhìn chung, cuộc đối thoại này là rất cần thiết. Điều này là cần thiết vì các vấn đề đang chồng chất và có rất nhiều vấn đề liên quan đến cấu trúc an ninh toàn cầu. Theo quan điểm của Washington, chính ông Putin trong năm thứ ba của cuộc chiến Ukraine đang bổ sung thêm vào danh sách những lo ngại về an ninh. Tuần này, ông Putin đã đến thăm Triều Tiên, ký thỏa thuận phòng thủ chung với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và loan báo có thể cung cấp vũ khí của Nga cho Triều Tiên để đáp trả việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine. Ông Putin cũng nhắc lại hôm 20 tháng 6 rằng ông đang xem xét lại chủ thuyết của Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại nhằm hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Nga và Mỹ có thể triển khai sẽ hết hạn vào năm 2026. Nhiều ngày mưa xối xả đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên khắp miền đông Trung Quốc, nhấn chìm các làng mạc và nhà cửa, buộc hàng nghìn cư dân phải di tản. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin ngày 21 tháng 6. Đoạn phim được CCTV phát hình hôm 21 tháng 6 cho thấy dòng nước lũ mạnh tràn vào các ngôi làng và cánh đồng trồng trọt, trong khi nhân viên cứu hộ di tản người dân mắc kẹt bằng thuyền và máy xúc. CCTV đưa tin tới đến ngày 21 tháng 6, ít nhất 9 người đã thiệt mạng ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông và 6 người khác đã mất tích ở đó, trong bối cảnh lũ lụt tồi tệ nhất được ghi nhận trên sông Songyuan và Shikou. Theo Tân Hoa Xã, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 21 tháng 6 đã đưa ra cảnh báo vàng về mưa bão, vì nhiều khu vực trên cả nước dự kiến sẽ có thêm lượng mưa lớn. Người Palestine ngày 21 tháng 6 tập trung tại Bệnh viện Baptist ở thành phố Gaza để cầu nguyện cho các thi thể, trong lúc lực lượng Israel tăng cường bắn phá khắp Gaza trong bối cảnh giao tranh ác liệt. Các quan chức Bộ Y tế Palestine cho biết một số thi thể bao gồm cả trẻ em đã được đưa đến bệnh viện, bên cạnh thi thể của các nhân viên thành phố đã thiệt mạng. Các lực lượng Israel đã tấn công Rafah và các khu vực khác trên khắp dải Gaza, đồng thời giao tranh cận chiến với các chiến binh Palestine do nhóm Hồi giáo Hamas chỉ huy, người dân và quân đội Israel cho biết. Các quan chức y tế Palestine nói ít nhất 12 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công quân sự riêng rẽ của Israel hôm 21 tháng 6. Quân đội Israel cùng ngày cho hay lực lượng của họ đang tiến hành các hoạt động chính xác dựa trên thông tin tình báo ở khu vực Rafah, nơi quân đội đã xác định được các đường hầm mà các phần tử hiếu chiến Hamas sử dụng. Israel cũng báo cáo về các hành động quân sự ở những nơi khác tại Gaza. Lực lượng Israel tiếp tục tấn công một số vùng ngoại ô của thành phố Gaza ở phía Bắc, nơi họ giao tranh với các phần tử hiếu chiến do Hamas lãnh đạo. Người dân cho biết lực lượng Israel đã phá hủy nhiều ngôi nhà ở trung tâm thành phố Gaza hôm 20 tháng 6. Cuối ngày 21 tháng 6, một cuộc không kích của Israel vào một cơ sở của thành phố Gaza đã giết chết 5 người, trong đó có 4 nhân viên của thành phố. Cơ quan khẩn cấp dân sự của Gaza cho biết. Cơ quan này nói thêm rằng các đội cứu hộ đang tìm kiếm thêm nạn nhân mất tích trong đống đổ nát.